chào quý khán giả và bà con nông dân đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, sản xuất dựa trên sự hài hòa các tiêu chí như là kinh tế, xã hội và môi trường là một lựa chọn cho nền nông nghiệp bền vững. Trên cây lúa thì các giải pháp sản xuất an toàn, sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường đã được các nhà khoa học thông tin và khuyến cáo đến bà con nông dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất còn nhiều khó khăn như hiện nay do biến đổi khí hậu và áp lực dịch hại tăng cao, thì liệu là những giải pháp này có còn phù hợp và bà con nông dân còn phải áp dụng chúng như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Câu trả lời sẽ được các nhà khoa học giải đáp trong chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 100 ngày hôm nay với chủ đề Ứng dụng sức mạnh sinh học phát triển sản xuất lúa trong điều kiện mới. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình ngày hôm nay gồm có: xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên trưởng khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Như thường lệ, để cho nội dung chương trình sát với thực tế đồng ruộng thì chúng tôi có mời đến trường quay hai nhà nông để cùng trực tiếp trao đổi với các nhà khoa học xung quanh chủ đề đặt ra ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà nông Nguyễn Văn Dũng đến từ huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long và nhà nông Lê Minh Luân đến từ huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Đồng hành cùng bà con nông dân, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Tân Thành. Lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn các nhà khoa học, bà con nông dân đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành đã tài trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là ở giữa và cuối chương trình thì sẽ có hai lần quay số may mắn dành cho những vị khán giả đã gọi điện thoại về giao lưu cùng chương trình. Còn bây giờ, trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì xin mời các nhà khoa học và bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi về thực trạng sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Những năm gần đây, hoạt động sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sau thiên tai hạn mặn trong mùa khô năm 2016, liên tiếp nhiều vụ mùa qua, thời tiết vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đáng chú ý là trong vụ đông xuân 2016-2017 vừa qua, lại xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa kéo dài kèm theo dông lốc đã gây bất lợi đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa. Rất nhiều trà lúa bị đổ ngã, làm sụt giảm năng suất và gia tăng tỷ lệ thất thoát trong khâu thu hoạch. Chất lượng hạt gạo cũng bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương lần đầu ghi nhận năng suất trong vụ đông xuân chỉ tương đương vụ hè thu. Một diễn biến khác cũng rất đáng chú ý là áp lực dịch hại trên cây lúa hiện nay đang có xu hướng gia tăng. Ngoài những loại côn trùng phổ biến như rầy nâu, sâu cuốn lá, thì thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một số loài mới nổi như muỗi hành, sâu đục thân, rầy phấn trắng. Đặc biệt là muỗi hành đã bộc phát cục bộ tại nhiều địa phương như Long An, An Giang, Đồng Tháp. Do lần đầu tiên đối tượng này gây hại thành dịch nên ngành chuyên môn và bà con nông dân chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó, đa phần chỉ biết dựa vào thuốc hóa học. Lượng thuốc đổ xuống đồng ruộng tăng lên nhưng vẫn không thể cứu vãn năng suất. Muỗi hành tấn công mình không hay biết, hồi đó cũng có mà đều có ít thôi. Có cái nó chỗ lên vậy là mình thấy nó cũng đâu có gì đâu. Bây giờ sao càng ngày còn tét một bụi 10 cây là còn được một cây, mà cây không chắc ăn không? Chắc là cỡ 99% luôn, lúa ruộng khô á. Tới nơi khi mà con muỗi hành nó lên như cộng hành thì bà con tôi xử lý không kịp, cũng có xịt mà xử lý không kịp nữa. Hiện năng suất vụ đông xuân vừa rồi thì bà con của tôi không được thắng lợi gì mấy. Cả người nào mà trúng thì chừng tấn, tôi được có 900 ký, nó giảm năng suất cho bà con chúng tôi. Không chỉ có côn trùng mà các loại bệnh hại cũng đang có xu hướng ngày càng khó quản lý hơn. Phổ biến nhất là các loại bệnh như cháy lá, đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt, vi khuẩn gây thối thân cháy bìa lá. Đặc điểm chung là chúng có xu hướng xuất hiện ở giai đoạn sớm hơn, khả năng bộc phát nhanh, việc phun thuốc đặc trị khó mang lại hiệu quả mong muốn. Bây giờ biến đổi khí hậu rồi, nhưng mà mưa gió bất thường khó mặn lắm, rồi sâu bệnh nhiều, rồi vi khuẩn đậu ôn, sâu cuốn lá, đục thân, gầy nâu, các thứ, lem lép hạt, bây giờ thậm chí là lép vàng nữa. Với hai nữa là gầy di chú nó thường thường bây giờ mặn là không có đồng lọt. Như bên kia, đặc dụ bên đây mình xạ, bên kia người ta cắt thì cho nên là buộc là con gầy nó phải di chuyển. Là từ chỗ đó là gầy nó khó trị, là trị nó chi phí nó cao. Là phun là phải tăng cái liều phun lên. Hai nữa là phân tăng cái số lần phun á. Bên cạnh diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn, áp lực dịch hại gia tăng, ở những vùng độc canh ba vụ lúa trong năm còn phát sinh thêm nhiều yếu tố gây bất lợi cho sản xuất lúa. Đó là đất đai ngày càng suy kiệt do thiếu phù sa bồi đắp, tình trạng ngộ độc hữu cơ, xì phèn, làm bộ rễ cây lúa kém phát triển, làm tăng chi phí phân bón,
đẩy giá thành sản xuất lúa lên cao. Thực tế sản xuất cho thấy, sau thời gian dài đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, thì hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đã có xu hướng sụt giảm. Thu nhập của người trồng lúa khó có thể ổn định khi chỉ tập trung vào việc tăng năng suất, sản lượng như đã làm lâu nay. Vì vậy, đòi hỏi bà con nông dân và các địa phương phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lựa chọn kỹ thuật canh tác sao cho vừa thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, vừa nâng cao được giá trị, sức cạnh tranh của hạt gạo trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hãy đánh thức sức sống tiềm tàng vào những giai đoạn quan trọng để cây lúa phát triển vượt bậc. Plastimula 1SL cho mầm mạnh rễ khỏe, tăng sức đề kháng bên trong lúa, tăng sức chồi hữu hiệu, cho động thái, tổ nhanh và rổ. Tân Thành cho năng suất xanh. Dạ thưa chú Dũng, sau khi xem phóng sự vừa rồi thì chú Dũng có đồng ý là tình hình sản xuất lúa hiện nay thì khó khăn hơn trước rất là nhiều không ạ? Vâng. Nói chung thì tôi thấy thì cái tình hình hiện nay thì trong sản xuất của mình á là cái chúng ta đã được cơ giới hóa hết rồi. Trước mắt thì cái trong cái khâu sản xuất thì nó ít tốn công hơn về cái công sản xuất, nhưng mà ngược lại thì cái thời tiết hiện nay nó rất là bất lợi, sâu bệnh rồi mưa gió rất là bất thường. Chủ yếu là gần đây thì như năm vừa rồi thì đồng bằng sông Cửu Long ta đã bị là hạn mặn, nó từ đó làm ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề trong cái quá trình sản xuất, đó là cái bất lợi. Ví dụ như giờ hiện nay thì cái sâu bệnh nó là nó phát triển rất là nhiều loại sâu bệnh, mà như chúng ta biết là ví dụ như trước đây thì cái tình trạng cháy bìa lá rồi là vi khuẩn vân vân thì nó ít, nhưng hiện nay thì nó xảy ra rất nhiều. Còn sâu bệnh thì một loại, một số sâu bệnh thì trước đây chúng ta không thấy như phóng sự vừa rồi, nhưng hiện nay thì như dạnh vé rồi là sâu cắn chẽn vân vân nó bùng phát cũng rất là dữ dội. Và đó là cái vấn đề mà thực tế trong cái điều kiện hiện nay của khu vực. Mà đối với cái con bụi hành thì trước đây chúng ta cũng không thấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng có một số nơi nó cũng có xảy ra cái dịch trên cái đồng ruộng. Dạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, thì về ảnh hưởng của thời tiết đối với sâu bệnh hại trên ruộng lúa thì bà con nông dân của chúng ta cũng đã thấy rất là rõ. Thế nhưng còn rầy nâu thì sao ạ? Nhiệt độ của môi trường thì có ảnh hưởng đến sự bùng phát của rầy nâu hay không ạ? Dạ, kính thưa bà con, thì chắc có lẽ là tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh Dũng nêu ra. Có nghĩa là khi mà chúng ta sản xuất lúa, nói chung là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái yếu tố bất lợi, nhất là về yếu tố về môi trường, thời tiết. Không phải bây giờ chúng ta mới gặp đâu, mà thời xa xưa tôi nghĩ là lúc ông bà chúng ta canh tác một vụ lúa mùa trên năm là cũng đã có bị rồi. Hồi xưa thì cũng có xảy ra mất mùa chứ không phải bây giờ mà mới xảy ra đâu. Thì bà con còn nhớ là hồi xưa ông bà chúng ta hay cầu cuối một mùa vụ lúa thì hay cúng rồi mùa đó. Cũng là cầu trời cho mưa thuận gió hòa, có nghĩa là nếu mà trường hợp mà thời tiết bất lợi thì cũng xảy ra mất mùa. Và cái cơ sở khoa học của cái việc mà chúng ta thấy là nó ảnh hưởng đến cái năng suất đó là chúng ta thấy xét trên cái góc độ về hệ sinh thái đồng ruộng lúa đó, thì chúng ta có hai cái thành phần, hai cái yếu tố sinh thái rất quan trọng trên ruộng lúa. Một là cái nhân tố về phi sinh vật, có nghĩa là bao gồm là đất, nước, môi trường, ánh sáng, nhiệt độ, gió, mưa, v.v. Còn cái yếu tố thứ hai, nhân tố thứ hai đó là yếu tố về nhân tố về sinh học, sinh vật. Đó là cây lúa, này, thiên địch, dịch hại và các vi sinh vật. Và cái yếu tố về sinh vật đó thì nó chịu cái tác động của yếu tố phi sinh vật và trong đó có cái tác động của con người. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ xét riêng về cái góc độ về môi trường đó, thì rõ ràng là nếu mà cái môi trường mà nó có những cái ảnh hưởng xấu thì nó sẽ tác động đến cái cây lúa cũng như là đến cái dịch hại, nó sẽ phát triển theo. Thì cụ thể như là sau một cái trận lũ chẳng hạn, thì nếu mà lũ xảy ra thì thường là trên đồng ruộng ta sẽ coi như trắng toàn bộ hết, chết cây trồng ta nó chết, cây lúa chết hết, rồi xiên địch dịch hại nó cũng sẽ chết theo. Nhưng mà sau khi chúng ta tái lập lại, chúng ta gieo lúa lại đó, thì cái dịch hại nó sẽ đến trước. Bởi vì con dịch hại thì nó di chuyển xa được và nhanh,
rồi nó sinh sản rất là mạnh hơn so với con thiên địch. Cho nên là thường là sau những cái trận lũ thì chúng ta thấy là nó kèm theo sau đó là một số cái trận dịch bệnh. Thì rõ nhất là cái bệnh rồi. Còn đối với côn trùng và nhện gây hại, trong đó có rầy nâu đó, thì nó cũng sẽ chịu tác động. Nhất là cái điều kiện ví dụ như là trái đất chúng ta nóng lên, nhiệt độ ban ngày và đêm đó nó lệch nhau lớn, thì nó sẽ tạo điều kiện cho các loài côn trùng, và trong đó có rầy nâu, có các loài nhện gây hại đó, nó sẽ sinh sản nhanh hơn, rồi sinh sản nhiều hơn, và nó thích nghi, và do đó nó sẽ gây nhiều cái mật độ nó cao thì nó sẽ gây thiệt hại. Và ngoài cái những cái đối tượng chính thì chúng ta sẽ thấy thêm là một số cái đối tượng gây hại mà trước đây là nó phụ thôi, nghĩa là những cái sinh vật mà nó không phải là đối tượng quan trọng, nhưng mà do cái kiểu biến đổi khí hậu, thời tiết khí hậu thất thường cho nên là nó cũng sẽ gia tăng. Xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm. Thưa anh Luân, sau khi nghe nhà khoa học trao đổi thì anh có vấn đề gì muốn hỏi nhà khoa học không ạ? Thì theo kinh nghiệm của tôi á, thì một phần á, thì do thời tiết, nguyên nhân chính là do làm ba vụ là cho làm cho đất không có thời gian nghỉ ngơi, làm cho đất nó bị ngộ độc, rồi là làm cho đất bị mất màu mỡ, cũng như ngày xưa. Tại sao ngày xưa lại ít sâu bệnh, bây giờ bên cạnh đây đất ít mất màu mỡ thì đồng thời chúng ta phải bón phân nhiều mới có năng suất. Nhưng mà ngày xưa tại sao mà người ta mần ít sâu bệnh? Tại vì đất ngày xưa người ta mần hai vụ cho đất có thời gian nghỉ ngơi, trả lại sự dư màu mỡ cho đất, cho nên đó, bón phân ít sâu bệnh đó. Và sản xuất như vậy và mình không có năm nào mà mình xả lũ được hết. Dạ. Rồi như vậy thì anh có cày lật đất lên như hồi xưa hay không? Nói chung á, thì tại vì cái dụng bệnh xả liên tục á, đất á, khô mới ải được. Còn đất cái đất mà đất bùn á là không có ải được. Bởi vì không có cách nào để ải, vẫn cũng muốn lắm mà ải không được. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, là người nghiên cứu cũng như là theo dõi quá trình sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua, thì theo giáo sư thì những vấn đề mà sản xuất lúa đang phải đối mặt có phải là lời cảnh báo để chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về cách canh tác lúa hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long không ạ? Tôi nghe cái câu hỏi của cô Quỳnh Như là tôi biết cô cũng hơi rối rồi. Bây giờ cái chuyện mà bà con mình làm ăn kém hiệu quả mà mình nói nãy giờ đó, do tại ông trời, do ông địa, tức là do đất, hay là do chính cái phương cách canh tác của bà con của Quỳnh Như đang rối, tức là bây giờ. Bởi vì nãy giờ tôi nghe trong phim trường của mình hình như nó cũng có hai luồng. Một bên thì nói rằng cái do ông trời, cái thời tiết nó bất lợi, nó đủ thứ biến đổi khí hậu. Còn bên kia chỗ Luân thì nói rằng tại phương cách của mình làm ăn ba vụ như thế là nó dẫn tới cái này, đó là do mình. Thành ra như vậy thì bây giờ ý kiến của tôi trong vấn đề này như thế nào? Thì tôi kể cho bà con một cái chuyện này. Cũng gần đây thôi, mới đây nè, tôi được Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Vĩnh Long mời tôi đi dự một cái hội thảo để mà đánh giá ở xã Hòa Lộc của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long mình đây. Ở dưới đó có 5 hộ nông dân áp dụng một cái phương cách sản xuất lúa gọi là sản xuất lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Mà cái này thì cái hợp tác giữa cái Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Vĩnh Long với lại Trung tâm Khuyến nông quốc gia của mình và công ty phân bón Bình Điền để cho 5 hộ nông dân làm ở tại Vĩnh Long. Tôi xuống đó để mà đánh giá xem coi như vậy thì 5 hộ này làm ăn như thế nào, bây giờ còn 2-3 ngày nữa thu hoạch rồi. Thì trong đó đánh giá là toàn diện. Thì thôi bây giờ cái kỹ thuật làm như thế nào thì chắc là không có, nhưng mà tôi nói cái kết quả thôi. Xuống cái điều đầu tiên mà chúng tôi gặp á, bởi vì trước đó 3-4 ngày mưa gió tầm tã dữ lắm, mấy cái ruộng mà chung quanh hả, lúa nó nằm rạp xuống hết, 5 hộ nông dân này lúa vẫn đứng vững. Tôi nói đài truyền hình Vĩnh Long cũng có xuống một cái chuyện đó, cũng có quay hình đàng hoàng mấy cái chuyện đó. Có thể nói là như vậy là không thể nào mình nói rằng mấy ông nông dân này, mấy ông ôm lúa, ông chịu nên đừng cho đổ ngã gì vậy. Như vậy thì cũng cùng một ông trời ở tại chỗ đó, mà tại sao lại ông thương 5 ông này mà lại mấy người kia lại không thương? Thì tôi nghĩ rằng ông trời cũng có mắt, ông thương đều lắm, nhưng mà tại sao 5 hộ nông dân này cây lúa vẫn đứng? Mà bà con mình trồng lúa giống như anh Dũng nói lúc nãy vậy đó, biến đổi khí hậu mà cái cây lúa ngã thì cực kỳ thất thế cho cái cây lúa, năng suất chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Mà bà con biết cái cây lúa ngã đó, trước đây đó thì mình chỉ nói cái lúa ngã trong cái vụ hè thu thôi,
Nhưng bây giờ không biết anh Luân làm ba vụ liên vụ như vậy có thấy là bây giờ cái vụ nào mà lơ mơ cái đất trũng như anh Dũng nói lúc nãy là đều nằm dài ở trên ruộng hết trơn. Nhưng mà năm hộ nông dân này thì lại là lúa đứng sừng sững. Thì tôi mới lo, không biết bây giờ năm hộ này chọn có phải là trên cái vùng đất mà nó thuận lợi, có nghĩa là lúa nó không ngã hay không. Thì tôi mới hỏi mấy cái ông nông dân ở gần sát bên đó, tôi hỏi chứ mấy cái ruộng của mấy anh này nó có khác gì không. Nói trời, cái ruộng của năm ông trong mô hình này tôi biết mà, mấy năm trước là năm nào mấy ông thu hoạch nó cũng nằm dài trên ruộng hết trơn. Như vậy là cho thấy rằng cái phương cách sản xuất nó có một cái vai trò rất là quyết định trong cái việc là làm ăn của mình thuận lợi hay là không thuận lợi. Chứ ông trời thì có lẽ là ổng cũng thương đều hết trơn thôi. Hỏi vậy chứ, hồi trước mình làm cái lúa mùa một vụ có ai nói tới ngộ độc hữu cơ không? Bị tôi là cái người phát hiện cái ngộ độc hữu cơ đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long và đeo đuổi nó tới ngày hôm nay. Tôi đã hướng dẫn rất là nhiều cái luận án cũng như là nghiên cứu về cái ngộ độc hữu cơ này. Hồi mình làm cái lúa mùa không có, tới chừng mình làm lúa hai vụ thì cái ngộ độc hữu cơ chỉ xảy ra cho cái vụ hè thu à. Bởi vì sau khi thu hoạch hè thu xong bị làm năm có hai vụ à, là người ta bỏ đất một thời gian dài rồi nhiều khi cài dùi trong đó để cho rơm rạ nó phân hủy, tới vụ đông xuân không có ngộ độc hữu cơ gì hết. Mà tại sao vụ hè thu lại bị? Bởi vì lúc đó cái đê bao nó cũng chưa có hoàn chỉnh, nên làm đông xuân xong á hối hả cài dùi rơm rạ vào trong đất liền rồi xả lúa xuống, vụ hè thu bị ngộ độc. Nhưng mà bây giờ bà con biết là vụ nào cũng bị hết trơn, bởi vì làm ba vụ liên vụ như thế này thì ngộ độc hữu cơ. Thì như vậy thì tôi hỏi một cái câu nè, ngộ độc hữu cơ như vậy là có phải do ông địa làm ra không? Tức có phải là do đất tự nó làm ra cái chuyện đó không? Không phải. Rõ ràng là cái phương cách sản xuất. Nên trong cái phóng sự hồi nãy tôi nghe tôi rất là tâm đắc cái câu kết của cái phóng sự lúc nãy, nói rằng bây giờ các nhà quản lý phải nghĩ lại cái cũng như là cái chiến lược quy hoạch trong cái vấn đề canh tác. Và bà con nông dân mình phải suy nghĩ lại cái phương cách sản xuất, như cô Quỳnh Như mới hỏi tôi, chứ có phải do phương cách sản xuất không? Yeah. Tôi nói rằng cái đấy là cái phương cách sản xuất. Thành ra như năm hộ nông dân đó, nghĩa là canh tác tôi lúa thông minh, cái chữ thông minh đó bà con thấy không? Cái chữ thông minh có nghĩa là như vậy là sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện tự nhiên mà chúng ta có một cái giải pháp kỹ thuật cho nó phù hợp để mình có cái lợi nhất. Như vậy là thích ứng lại với biến đổi khí hậu, ta trồng cái lúa đứng sững. Đó là tôi chưa có nói có nhiều cái hợp phần ở trong cái năm hộ nông dân này á. Tôi thấy cái số bông á, trên cái số bông trên một đơn vị diện tích á không ít hơn so lại với ruộng ở bên ngoài. Còn số hạt trên bông thì có thể nói là triệu hạt. Và quan trọng nữa là bạn có biết không, mình thường hay nói tới cái bộ lá đồng á, thì cái bộ lá đồng của năm hộ nông dân này vẫn duy trì còn xanh, còn dài 3 ngày nữa thu hoạch mà họ vẫn đảm bảo. Tôi nghĩ rằng bà con phải tích cực nghĩ rằng đây là tất cả là mình là phải chủ động. Mình có nhiều phương tiện, như anh Dũng nói nãy, cơ giới quá chúng ta tận răng hết trơn trọi, thì thành ra giúp cho mình có thể làm được tốt hơn nhiều. Nên cái vấn đề còn lại là bà con theo dõi, tôi nghĩ rằng trước mắt là trong cái buổi ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc có nhiều cái tranh luận bị nổi cái chỗ này không, là bây giờ tại trời tại đất hay là tại mình, nổi cái đó không cũng là một cái để chúng ta nhận diện lại cái vấn đề cho nó đúng. À, và đúng như giáo sư Nguyễn Bảo Dạy nói thì nếu như phương thức canh tác của bà con không đúng thì sẽ góp phần rất là lớn làm cho quá trình sản xuất lúa của chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn. Vậy thì thưa chị Bích Trân, làm cho cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ thì có phải là một giải pháp hay trong điều kiện sản xuất thâm canh như hiện nay không ạ? Quỳnh Như hỏi thì tôi lại muốn thắc mắc tiếp ở cái chỗ lúa ba vụ nè. Tại vì anh Luân anh nói anh vẫn canh tác được liên tục ba vụ như vậy, thì đối với những cái trở ngại anh vừa nói thì anh làm sao để mỗi vụ anh đều đạt được cái lợi nhuận trong cái sản xuất của anh? Đầu vụ anh có làm gì để mà anh vượt qua cái trở ngại những cái ngộ độc về đất đai như thế? Nói chung thì cái này cũng là cũng học hỏi qua bên báo đài TV, nhưng xem mấy chương trình này thì em về em có áp dụng thực tế thì thấy cũng có phần hiệu quả. Cái thứ nhất là xạ thưa. Xạ thưa, em xạ thưa em bên cạnh đó thì em có sử dụng cái lăng hữu cơ để lót nền. Đồng thời là em cũng có kết hợp cái sản phẩm là Latti để sử cường lực cho cây giống nó đầu vụ cho có cây lúa khỏe. Bởi vì là em duy trì là nói chung là vụ hè thu năm nay em có làm thử thì em thấy là cũng rất hiệu quả đó. Anh sử dụng cái sản phẩm để mà anh cường lực cho cái hạt giống là chỉ mới vụ hè thu này thôi hay là bao lâu? Dạ lâu rồi, nhưng mà em hiện giờ cũng đang làm bên cái phần hữu cơ nữa. Vừa kết hợp như mình song song luôn đó. Là vừa phân hữu cơ là đồng thời đi luôn cái sản phẩm sinh học và cái latte luôn.
Dạ. Để cho nó giảm cái chi phí xuống, nâng cái giá thành sản xuất mình lên. À, cụ thể là bao nhiêu ký mà anh gieo xạ một? Lúc trước á, thì em xạ giai đoạn em xạ khoảng là 20 ký cho một con tầm lớn, nhưng mà hiện nay nhờ cái sản phẩm này á, bây giờ em xạ còn 18 ký, nhưng bây giờ kết hợp với cái phân hữu cơ, bây giờ em xạ xuống giật lại còn 16 ký. Dạ. Dạ. Đồng thời bên cạnh á, giảm giống thì em cũng giảm được cái phân luôn, tại vì á, cũng như mình nói trong người á, ăn 10 chén cơm, ví dụ 10 người ăn 10 chén cơm, bây giờ em còn có em giảm đường giống xuống em còn có 7 người thì em ăn được em ăn 6-7 chén. Vậy đó. Quá hơn. Dạ. Thì nói như là cũng tương tự như vậy. Dạ. Cảm ơn cái phần ứng dụng thực tế của anh, và trong đó thì tôi cũng muốn nhắc lại với bà con là nãy giờ chúng ta tranh luận về cái điều kiện trên đồng ruộng, rồi các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề là dịch hại bộc phát, thì tôi muốn nhắc lại với bà con về cái tam giác để mà nó xuất hiện cái bệnh gây hại cho một cái cây trồng, ví dụ như là trên cây lúa của chúng ta, thì để mà bộc phát một cái dịch hại thì nó cần phải ba yếu tố, đó là cái môi trường, rồi cái tác nhân gây bệnh, rồi cái cây ký chủ nó suy yếu. Thì ví dụ như là cái bệnh cháy bìa lá hiện nay trên đồng ruộng mà chúng ta thấy rất là nhiều. Đây là một cái hiện trạng mà vừa rồi các bạn ở miền Đông, các bạn gửi hình vào. Và hiện giờ thì ở hiện tại miền Tây chúng ta, giống như là ở tỉnh Hậu Giang hay là ở ngay cả Bạc Liêu của các anh đây cũng đang bị cái cháy bìa lá. Thì các anh thấy là nó phải có ba yếu tố, đó là hiện giờ là cái vi khuẩn đang phát triển do cộng hưởng với cái môi trường của chúng ta là hẫm rài, là bị mưa liên tục. Rồi xong rồi cái cây ký chủ của ta là có những cái giống lúa mà nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như bà con ở Bạc Liêu chúng ta đang nói là tôi làm nạn hoa chín bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái bệnh cháy bìa lá. Như vậy thì bộ phận kỹ thuật có thể gửi cho bà con xem cái hình ảnh vừa rồi đối với cái bệnh cháy bìa lá lúa hiện nay ở Bình Thuận ạ. Và bà con thấy là khi mà cái môi trường tác động như vậy thì không chỉ cái bệnh cháy bìa lá nó xảy ra mà nó làm cho cái dịch hại nó còn ảnh hưởng luôn lên trên cái bông lúa, làm cho cái hạt lúa bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và như vậy nó sẽ làm cho cái năng suất của chúng ta bị suy giảm. Do đó mà nãy giờ chúng ta mới thảo luận với nhau là như vậy thì làm sao? Nếu mà trong ba cái yếu tố của cái tam giác đó, trong ba cái yếu tố của cái tam giác đó có một yếu tố không có thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, ví dụ như là trời nắng liên tục thì cái vi khuẩn này rất là khó để mà lan rộng ra, hoặc là cái cây lúa của chúng ta là nó không nhiễm, ít nhiễm với cái mầm bệnh này, nó cũng không cấu thành được cái dịch hại. Do đó mà bà con là đóng cái vai trò trong cái canh tác rất là quan trọng. Từ cái việc đó mà bà con có thể trang bị cho cây lúa của chúng ta ngay từ đầu vụ, làm cho cây lúa của chúng ta nó bám đất tốt, giống như cái kinh nghiệm của chỗ anh Luân, là anh Luân sử dụng cái lá ti để cho lúa xử lý giống xong rồi lúa ra rễ ra mầm tốt, để có một cái sức bật ngay từ đầu để mà vượt qua những cái bất lợi ngay từ đầu vụ. Được, xin được cảm ơn chị Bích Trân. Và liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được câu hỏi của khán giả Nguyễn Hoàng Phương ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Và với câu hỏi này thì chúng tôi xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm sẽ tư vấn cùng khán giả. Và khán giả Nguyễn Hoàng Phương thì có hỏi là trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay, nếu bà con hạn chế canh tác liền vụ, xen hai vụ lúa một vụ màu kết hợp với bón phân đầy đủ trung vi lượng thì có được xem là làm theo sinh học hay không? Cái biện pháp mà canh tác nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái ảnh hưởng của cái tình hình dịch bệnh. Thì đối với cái biện pháp canh tác hiện nay mà như anh đề xuất đó, ví dụ như là gieo xạ với mật độ vừa phải, chỉ canh tác 2 vụ lúa trên năm, rồi bón phân cân đối, thì đây là cái quy trình canh tác. Còn dĩ nhiên là trong cái quy trình này đó thì nó sẽ có một cái phần gọi là sử dụng các cái chế phẩm, bao gồm là chế phẩm hóa học hoặc là một số cái chế phẩm sinh học. Thì ngay cả trong cái việc mà chúng ta canh tác mà chúng ta tận dụng các cái đối tượng thiên địch trong tự nhiên, nó cũng được xem là cái giải pháp về sinh học, chứ không phải là chỉ sử dụng khi nào sử dụng các cái chế phẩm sinh học thì chúng ta mới xem là sản xuất theo cái quy trình sinh học anh. Do đó thì trong cái điều kiện canh tác ở địa phương hoặc là ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta hiện nay đó, mà nếu mà nó phủ nhận cái vai trò của cái phân thuốc hóa học thì nó cũng chưa hẳn là đúng lắm. Bởi vì hiện nay chúng ta biết là cái áp lực của dịch bệnh thì nó rất là cao. Mà do đó thì chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng khi thật cần thiết.
và chúng ta đảm bảo thời gian cách ly cũng đó là cũng là một giải pháp. Còn trong cái vấn đề mà quy trình canh tác thì hiện nay anh biết rồi là chúng ta phải làm sao sắp xếp lại cái lịch thời vụ xạ với mật độ vừa phải bón phân cân đối. Tuy nhiên đây là cái quy trình đã được đưa ra. Thì nếu mà trường hợp mà anh đừng lạm dụng mà quá chất hóa học phân bón thuốc trừ sâu đó thì được xem là cái giải pháp mà chúng ta bảo vệ cho cái thiên địch cũng như là chúng ta bảo vệ cho môi trường bền vững, thì đó là cái giải pháp về sản xuất sinh học. Một số ý kiến trao đổi cùng với anh. Xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Chúng tôi xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ trả lời câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Trung ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Và vị khán giả này hỏi là hiện nay thời tiết thất thường, lúc nắng nóng, lúc mưa nhiều làm ảnh hưởng đến canh tác lúa cũng như là thất thoát phân bón. Vậy thì sức mạnh sinh học ứng dụng như thế nào để cải thiện được vấn đề này? Dạ, xin được mời giáo sư. Em Trung biết là cái vấn đề chống thất thoát phân bón thì tôi cái mảng mà gọi là làm ra những cái loại phân thông minh để mà tự nó có thể nó tiết kiệm giúp cho nhà nông của mình thì thôi cái mảng đó tôi không nói. Rồi cái mảng mà sử dụng phân bón hóa học này như thế nào để cho nó đừng có mất thì tôi không nói. Bây giờ đây em Trung tập trung vào cái sức mạnh sinh học, có nghĩa là nãy như cô Trân nói là muốn xoáy mạnh vào bản thân của cái cây lúa nhiều hơn. Nên tôi trao đổi với em Trung cái chỗ này. Cái thứ nhất là nắng mưa như vậy đó, nó làm cho cái cây lúa của mình bị stress, bị sốc. Mà khi sốc rồi đó, em biết là nó ăn không ngon. Lúc đó em điện phân xuống hả, nó ngó lơ như thế này là lân phân của em sẽ kém hiệu quả. Nó sẽ tự động cây không ăn thì nó mất thôi. Nó theo nước nó đi, hoặc là đạm thì nó bốc hơi. Thì bây giờ em biết là cái cây lúa có bị sốc không? Có. Mà khi nó sốc thì trong người nó tiết ra những cái gọi ta gọi là cái chất gây sốc. Mà cái chất đó làm cho cái cây lúa giả dự dữ lắm, nên nó ăn không được ngon. Thì thành ra cái trách nhiệm của mình, nếu mà thấy cái chuyện đó, muốn cho cây lúa mà ăn một cách có hiệu quả để giảm mất phân thì em phải chống sốc cho cây lúa. Cái quan điểm này bà con đừng có tưởng rằng thực vật không có bị sốc như mình đâu. Mình bị stress, bị sốc phải không? Cây lúa vẫn bị stress, bị sốc. Mà nó sốc có hai cái lý do như hồi nãy là thạc sĩ Liêm nói đó. Có thể sốc do sinh học gây ra. Có nghĩa là cái cây lúa mà đang bị bệnh tấn công rất dữ mà em chưa trị bệnh nó, hay là mới vừa trị bệnh nó xong mà em không giải tán nó bị sốc do bệnh tấn công á, em điện phân xuống, phân nó cũng mất rất dữ. Thành ra còn cái sốc mà gọi là sốc phi sinh học, có nghĩa là như ở đây là em Trung nói là do mưa, gió thất thường, nắng nóng quá đồ này kia. Thành ra cái vấn đề chống sốc là một cái bà con mình nên quan tâm, nên suy nghĩ. Trên thị trường bây giờ, như chỗ trong tay cô Trân, tôi biết cũng có cái sản phẩm mà chống sốc cho cây lúa. Rồi cái thứ hai là phải làm sao tăng cường cái miệng ăn của nó. Bởi vì khi mà em bón phân như thế này á, mà nó cái miệng ăn nó ít á, thì nó ăn không có hiệu quả thì nó cũng dễ bị mất. Mà miệng ăn của nó là gì? Là cái rễ. Rồi cái thứ ba nữa là trong cái vấn đề sinh học đó, là cái vấn đề này có liên quan tới phân nhưng mà nó có liên quan tới vấn đề sinh học. Em làm sao cái phân này phải được kềm giữ lại ở trong đất thông qua những cái hữu cơ sinh học. Đó là những cái chất mùn. Chất mùn. Cái chất mùn nó là được tạo ra từ cái sản phẩm của cái chất hữu cơ mà được phân hủy mà. Thì cái chất mùn đó, nó khi mà em đưa phân hóa học, cái chất mùn đó nó sẽ giữ cái phân đó lại. Rồi sau đó nó cung cấp từ từ, mà tôi nói là cái chất mùn đó là một cái kho dự trữ trong đất á. Bà con đừng tưởng rằng cái đất lúa của mình không cần mùn. Đất lúa của mình, cái số lượng chất hữu cơ á, thì không giảm sau nhiều năm canh tác. Nhưng mà cái chất lượng mùn của nó thì rất kém. Mà chất lượng mùn nó trở nên trơ ra, nên cái khả năng mà giữ phân hóa học lại ở trong đất để đừng mất á, thì rất là kém. Lúc này mình cần phải đưa thêm cái gọi là cái hữu cơ sinh học vô, để mà có cái chất mùn đó, để mà nó giữ được cái phân hóa học, thì như vậy là cái phân mới đỡ mất. Tôi xin phép được chia sẻ với bà con thêm một cái kết quả gần đây là nông nghiệp Việt Nam chúng ta có kết hợp với Hà Lan, thì chúng ta có một cái tài liệu và cho thấy rằng không phải là các yếu tố đơn thuần là các yếu tố như là mầm bệnh hay là môi trường cộng với cái phần cây ký chủ để mà bùng phát lên cái dịch hại, là cái mức độ dịch hại, mà trong đó cái yếu tố thời gian, cái yếu tố thời gian là nó sẽ làm cho cái diện tích hay là cái mức độ dịch hại này nó lớn hay là nó nhỏ. Người ta không đề cập tới cái tam giác bệnh nữa mà là cái tứ diện, tức là cái hình nó bây giờ là nó có bốn mặt và cái diện tích này lớn hay nhỏ là do cái yếu tố mà chúng ta tác động vào. Và trong đó thì con người,
con người lại là cái người mà quyết định các yếu tố này. Tôi ví dụ như hiện giờ là cùng có bệnh cháy bìa lá xuất hiện, nhưng mà ở chỗ anh Luân thì hiện giờ ở diện tích ở bà con xung quanh anh đó là đa số là trồng giống lúa gì, lúa bao nhiêu ngày và có bị cháy bìa lá nặng hay không? Dạ, đa số là bằng cái giống nàng hoa chín á. Theo ước tính đến hiện nay, theo sự nhìn nhận của em á, thì hiện nay là lên có người lên tới khoảng 70-80%. Dạ. Có người không thu hoạch luôn. Rồi còn ở chỗ của anh Dũng thì sao? Hiện giờ là lúa bao nhiêu ngày và giống lúa được biết anh làm là 54-51 à. Vậy có bị cháy bìa lá gây hại không? Chung thì ở khu vực của tôi thì không có, lúa này 42 ngày rồi, chưa có phát hiện, chỉ có một cái vài trường hợp nhỏ thôi chứ thực tế ra giờ thì chưa có. Dạ. Như vậy thì anh Luân và anh Dũng thấy là như chỗ anh Luân đi, anh nghĩ là tại sao mà hồi đó tới giờ anh làm mười mấy năm nay mà ở cái vụ lúa này thì bệnh cháy bìa lá lại nhiều như vậy? Thì cũng do làm ba vụ cái mầm móng bệnh á, nó di chuyển hoài. Bên cạnh đó thì do việc biến đổi khí hậu á thì nó làm gia tăng cái bệnh lên. À, hôm nay ở trên ở vùng của anh là bị mưa nhiều liên tục. Dạ. Tôi muốn quay lại cái tứ diện này để cho bà con thấy là cái bệnh nó nhiều hay ít, tức là cái diện tích này lớn hay nhỏ là bởi vì cái thời gian đó bà con. Cái thời gian, ví dụ như là thời gian mưa nhiều thì làm cho cái môi trường nó là cái môi trường nó mang mầm bệnh nó nhiều, nó lưu trú nhiều, rồi nó sẽ kéo dài cái chiều cao của cái diện tích này ra, và nó mở rộng cái diện tích ra thì cái diện tích bệnh nó tăng lên, rồi xong rồi các cái yếu tố đó nó lại bộc phát. Như vậy thì khi mà con người có thể tác động được, giống như giáo sư vừa nói, thì cái biện pháp canh tác thì con người có thể tác động được là mùa nào chúng ta nên trồng giống lúa gì, hoặc là chúng ta sử dụng phân bón như thế nào, hoặc là chúng ta có thể là can thiệp những cái sự tương trợ để cho cây lúa nó có khả năng chống chịu, đó là yếu tố ký chủ, thì nó sẽ giảm được, nó sẽ thay đổi được cái diện tích bệnh này, nó thay đổi được cái sự ảnh hưởng của bệnh này, cái mầm bệnh này lên trên cái đồng ruộng của chúng ta. Đó là các cái phần mà liên quan với nhau mà con người chúng ta có thể can thiệp ạ. Nhưng mà tôi nghĩ cái né là cũng là một cái giải pháp cũng hay lắm đó cô Trân. Dạ. Đúng như cô nói đó. Cái thạc sĩ Trân cũng có nói qua cái vấn đề đó, tức là cái thời vụ né, bởi vì biết rằng cái thời điểm đó là bệnh nó sẽ bộc phát nhiều, thời tiết ủng hộ cho nó, thì trong canh tác bà con mình lưu ý, tôi nói cái này bây giờ tôi vẫn nói lại một cái chỗ là đó là nhất thì nhị thục, ông bà mình tổng kết rồi, nhưng mà do mình chạy theo cái chỗ gọi là thâm canh tăng vụ theo cái kiểu như thế, mình bỏ quên cái vấn đề, cái câu nói đó của ông bà. Nhất thì nhị thục, chọn cái thời vụ mà thời vụ đó, như cô Trân nói, cây lúa của mình khỏe nhất, ở cái thời vụ đó, dịch bệnh lại bất lợi cho nó nhất, tôi trồng cái cây lúa. Thì bây giờ, như em Luân nói, bây giờ ba vụ thì bà con nhích đi đâu nữa. Thành ra cái chỗ giờ là tôi nghĩ rằng cũng phải suy nghĩ lại cái đó cho nó nhiều. Dân xin được cảm ơn giáo sư, cảm ơn chị Bích Trân. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm sẽ trả lời câu hỏi của khán giả Lê Thanh Phong ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Và vị khán giả này hỏi là có nên phòng trừ sớm mũi hành hay không, hay là đợi có mũi hành ta mới phun trị? Làm sao phân biệt được ấu trùng gây hại của mũi hành, và biện pháp sinh học thì có quản lý được mũi hành tốt hay không? Dạ. Kính chào anh Phong, kính thưa bà con. Như chúng ta biết thì mũi hành nó không phải là đối tượng gây hại chính ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì nó lại nổi lên như là một đối tượng gây hại, nhưng mà cục bộ thôi, một số địa phương. Nó không phát triển thành rộng khắp mà nó lại trên một số khu vực. Do đó thì cái việc kiểm soát của nó thì chắc có lẽ là chúng ta nên xem lại. Có thể là do trong cái quá trình mà chúng ta canh tác, rồi chúng ta xử lý thuốc bảo vệ thực vật, vô tình diệt đi thiên địch. Bởi vì trong những cái nghiên cứu về đối tượng này đó thì cái ấu trùng của nó đó thì nó thường là nó khi trứng nó nở từ ở trên cái lá đó, nó sẽ theo cái giọt xương nó xuống đi xuống phần bên dưới rồi nó mới đục vào bên trong và nó gây hại. Và khi mà chúng ta phát hiện được là thường là bắt đầu cái cây lúa chúng ta nó cuộn tròn lại như cọng hành hoặc là cọng năng vậy đó, thì lúc này chúng ta mới phát hiện được. Chứ còn giai đoạn trứng, đặc biệt là giai đoạn con thành trùng đó, con muỗi đó, thì nếu mà chúng ta phát hiện thì chúng chẳng qua là chỉ rất là ít, vài con thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà nó gây hại trên đồng ruộng thì hiện nay như cái phóng sự mà chúng ta xem ban đầu đó thì chúng ta thấy là nó có nhiều ruộng lên rất là cao. Nhưng mà cái việc mà chúng ta xử lý thuốc đó
Thì khi mà chúng ta đã phát hiện cộng hành rồi đó, thì gần như là các loại thuốc chúng ta phun thì nó không có kết quả. Ngay cả mới đây thì một số cái thí nghiệm của các cái của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam kết hợp với một số chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật các tỉnh đó, thì cũng cho thấy rằng là các cái loại thuốc mà chúng ta sử dụng hiện nay là hiệu quả rất là thấp. Cho nên thì cái biện pháp mà chúng ta dùng thuốc đối với mũi hành hiện nay thì gần như là chưa mang lại cái hiệu quả. Vì vậy mà cái giải pháp đối với phòng trừ mũi hành thì hiện nay là chúng ta đưa ra cái giải pháp phòng trừ sinh học. Có nghĩa là chúng ta lợi dụng các đối tượng thiên địch. Bởi vì qua các khảo sát cho thấy là cái tỷ lệ mà mũi hành mà bị ký sinh đó, ong ký sinh đó, lên rất là cao. Và ngay cả những cái ruộng mà bà con nông dân chúng ta xử lý bằng thuốc hóa học thì nó cũng không cứu được, nghĩa là nó vẫn bị thiệt hại. Cho nên thì không nhất thiết là chúng ta phải ngừa mũi hành sớm. Và về nguyên tắc là trước giờ thì theo các cái nghiên cứu trước đây đó, thì đối với mũi hành thì phải sử dụng các loại thuốc dạng lưu dẫn, thuốc dạng hạt để rải. Nhưng mà gần đây thì một số kết quả cho thấy lại là nó không kết quả. Do đó theo tôi thì khuyến cáo cái việc mà chúng ta quản lý mũi hành bằng biện pháp sinh học là tốt nhất, chứ đừng có lạm dụng thuốc hóa học. Bởi vì thường là như chúng tôi đặt ra cái vấn đề là nó gây hại cục bộ, sở dĩ nó gây hại cục bộ là trong thời gian qua có lẽ là một số cái địa phương, một số nơi bà con nông dân chúng ta sử dụng thuốc để trừ, ví dụ như sâu cuốn lá, rầy nâu, vô tình chúng ta diệt đi thiên địch đi, rồi cái con mũi hành này là từ cái đối tượng thứ yếu là nó bộc phát thành cái đối tượng chủ yếu, thì đó mới chính là cái nguyên nhân. Chứ không phải là mũi hành là đối tượng chính đã gây hại ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì đó là một số ý trao đổi với anh Phong và bà con. Rồi, xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ trả lời câu hỏi của hai khán giả, đó là khán giả Nguyễn Văn Hữu ở Tháp 10 Đồng Tháp. Và vị khán giả này hỏi là mấy năm qua tôi áp dụng quy trình canh tác theo sức mạnh sinh học 3 giảm 3 tăng 1,5 giảm cho kết quả khá cao. Nếu áp dụng sản xuất lúa thông minh thì có khác so với triển khai theo sinh học hay không? Và khán giả Lê Văn Giàu ở Dòng Triền Kiên Giang cũng có hỏi là nếu áp dụng sức mạnh sinh học trong sản xuất lúa thì chất lượng và năng suất lúa có gì thay đổi so với sản xuất theo phương pháp cũ? Dạ, xin được mời giáo sư. Em Hữu là với em Giàu biết đó là bây giờ cái canh tác lúa thông minh mà thích ứng với biến đổi khí hậu thì nó cũng trên cái cơ sở của cái 1,5 giảm hay là 3 giảm 3 tăng. Mà trong cái 1,5 giảm này bà con cũng thấy rõ là ứng dụng cái sức mạnh sinh học trong một cái lời khuyên này rất là dữ. Vì bây giờ 1,5 giảm tôi nói là đây là một cái lời khuyên để cho bà con mình áp dụng. Mà một cái lời khuyên thì bà con thấy là luôn luôn là nó có cái chân lý của nó. Cái vấn đề còn lại là chúng ta hiểu để mà chúng ta thực hiện hay không mà thôi. Ở đây tôi lý giải một chút xíu là tại sao tôi nói rằng sức mạnh sinh học nó nằm ở trong cái chỗ này. Bây giờ thứ nhất, nói rằng bà con một phải dùng giống xác nhận. Vì sức mạnh sinh học nó nằm ở đâu? Cái giống xác nhận là cái giống có cái sức sống rất là mãnh liệt. Nghĩa là sức sống của hạt giống, tỷ lệ nảy mầm phải cao, sức sống của hạt phải cao thì nội đó không, nó ra đồng là nó có phải là sức mạnh của nó để mà nó chiến thắng dưới sâu rầy không, dưới sâu bệnh không. Rồi cái giống mà xác nhận này đó, bà con thấy rằng người ta yêu cầu là nó phải là không bị nhiễm bệnh, rồi cái hộp cỏ trong đó, tức là những cái đối thủ lại với cái cây lúa phải làm sao là thấp nhất. Đó là sức mạnh sinh học, nghĩa là mình chưa gì mình làm cho hộp giống mình nó nổi trội hơn những cái đối thủ rồi, những cái đối thủ của nó rồi. Rồi bây giờ tới cái vấn đề về giảm giống. Giảm giống thưa hơn nãy giờ là cũng có phân tích rất là nhiều này thì bà con cũng thấy rồi, nổi cái vấn đề là em luôn nói thí dụ mà mấy người ăn đó, ít người thì sẽ được ăn nhiều hơn, không phải là chúng ta đưa phân vô nhiều mà cây nó đứng thưa như thế này, ánh nắng mặt trời nó rọi xuống tới nơi, thành thử ra cái vấn đề sâu bệnh nó cũng ít. Dinh dưỡng mình cũng phải nạp phân vô nó quá nhiều thì những cái đó có phải là chúng ta tăng cường cái sức mạnh của sinh học lên hay không? Không thôi là bây giờ giảm phân rồi giảm thuốc. Tất cả những cái đó nếu mà muốn giảm được thì bà con thấy rằng phải ứng dụng cái sức mạnh sinh học trong đó mới có thể giảm. Chẳng hạn như bây giờ bà con thấy là giờ tôi nói giảm thuốc. Muốn giảm thuốc được thì phải làm sao? Thì phải anh phun, nghĩa là đúng thuốc, đúng loại, đúng lượng được. Để làm chi? Để đảm bảo cho được duy trì cái thiên địch. Thì nổi cái đó không là sức mạnh sinh học, nó nằm ở trong cái chỗ đó rồi. Thành thử ra ở đây em Hữu lại với em Giàu là yên tâm. Tôi nói là cái này thì các nhà khoa học, còn 1,5 giảm đó là của Bộ Nông nghiệp.
thì người ta cũng đã nghiên cứu cái vấn đề này nhiều, và ngay cả Viện Lúa Erie cũng rất là đồng tình với cái này, mà sức mạnh sinh học nó lồng ở trong cái chỗ đó để cho bà con mình giảm phân lại gì, giảm thuốc lại gì, giảm giống. Mà muốn làm cái này thì cái sức mạnh sinh học nó phải đủ mạnh nó mới làm được cái này. Thành ra nó cũng không có cái gì khác nhiều ở trong đây. Vấn đề là còn lại là ngay cả cái canh tác lúa thông minh biến đổi, thích ứng với biến đổi khí hậu mà tôi nói nãy giờ mà ở tỉnh Vĩnh Long mình cũng đang làm mà có cái kết quả tốt đó, cũng là trên cái cơ sở đó. Thành ra em hữu với lại em vào tham khảo cái ý kiến này. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý khán giả, như các nhà khoa học đã trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thì trước điều kiện canh tác ngày càng khó khăn như hiện nay, thì hơn ai hết thì bà con nông dân phải thay đổi nhận thức để có cách canh tác phù hợp hơn. Và đây cũng là mục tiêu mà chương trình Sức mạnh sinh học của chúng ta hướng đến, đúng không thưa chị Bích Trân? Đúng rồi Quỳnh Như. Và hôm nay là bà con biết là kỳ thứ 100 chương trình Sức mạnh sinh học đã đồng hành cùng với bà con gần 4 năm qua. Và nhân cái kỳ thứ 100 này, công ty Tân Thành cũng như là Đài Truyền hình Vĩnh Long muốn mời bà con nhìn lại một số cái kết quả mà chúng ta đã đạt được cũng như là trên chặng đường đi sắp tới ạ. Đây là cánh đồng áp dụng chương trình công nghệ sinh thái ở xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm. Trên nền tảng áp dụng gói tiến bộ kỹ thuật 1,5 giảm, nơi đây còn trồng thêm các loại cây có hoa để dẫn dụ thu hút và tạo nơi trú ẩn cho thiên địch. Nhờ áp dụng đồng bộ trên phạm vi hơn 50 hectare, nên hệ sinh thái trên cánh đồng đã được bảo vệ tốt, tạo điều kiện để bà con dễ dàng quản lý các đối tượng dịch hại. Đặc biệt là nhiều bà con đã mạnh dạn không sử dụng thuốc trừ sâu rầy trong giai đoạn cây lúa dưới 40 ngày tuổi như khuyến cáo của các nhà khoa học. Qua theo dõi năng suất và lợi nhuận trong hơn 5 năm liền, ngành nông nghiệp địa phương đều đánh giá mô hình cho hiệu quả vượt trội hơn so với canh tác thông thường. Vì chúng tôi áp dụng cái công nghệ sinh thái cũng như là mình trồng qua trên bờ ruộng, vậy là mình dẫn dụ cái thiên địch đến, để rồi là khi có là sâu rầy đến thì cái con thiên địch này nó hạn chế được. Áp dụng cái ba giảm ba tăng để là giảm được cái lượng giống, giảm được cái lượng phân, từ đó thì giảm được cái áp lực của bệnh, từ chỗ đó mình giảm được cái số lần phun xịt thuốc để trừ bệnh, mình bảo vệ được cái môi trường, giảm được cái sự ô nhiễm môi trường khi mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Môi trường nên là nó bớt bị ô nhiễm, thì cũng như là cá rồi những cái con cua ốc rồi cái ếch rồi cái trên đồng ruộng mình nó có tăng hơn lúc trước. Hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, 10 năm qua chương trình Sức mạnh sinh học luôn tập trung giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, những mô hình hay sáng tạo hiệu quả đến bà con nông dân trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Ngoài các kiến thức cơ bản, chương trình đã kịp thời ghi nhận lại những tình huống phát sinh trong thực tế sản xuất đưa vào chương trình để các nhà khoa học giúp bà con nông dân giải quyết có hiệu quả. Và đáng mừng hơn là qua đó, nhiều bà con đã nâng cao được nhận thức, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thay đổi thói quen canh tác dựa vào hóa chất như trước đây. Coi sức mạnh sinh học thì mình học được bài học là để mình ít tốn công, nặng là mình giữ sức khỏe mình, cũng như ít tốn công để mình xịt thuốc, hay là mình ấy là nó nói chứ ra cái gì cái chứ xịt thuốc rồi nó cũng tổn cho con người lắm. Rồi áp dụng như vậy thì thấy nó cũng là mình đạt năng suất cao. Cái thứ nhất là về cái xạ thưa. Cái thứ hai nữa giờ mình bón phân cân đối. Hồi đó là mười mấy công xài cách đây khoảng chừng 2 năm, rồi cũng như xạ hai dày đó, thì tốn khoảng coi chừng 200 đến 300 ký giống. Rồi xịt thuốc hơi nhiều. Thì thấy xịt thuốc hơi nhiều thì mười mấy con đất này xịt ra phải nó chia ra là 3 ngày mới có rồi. Còn bây giờ như ấy vậy thì nó khỏe hơn cái vụ cái sức lao động của mình, cũng như là xịt thuốc rồi nó ít hơn. Thì thấy nó khỏe hơn. Tại sao họ làm sao vậy? Vì làm cái này nó có lợi. Tôi mần theo cái kiểu mà 1,5 giảm của cái mà nhà nước mà đập đứng á, thì tôi mần cái đó tôi có lợi hơn bà con người ta. Bởi vì tôi nó giảm được thuốc, giảm được phân, môi trường tôi được giảm. Còn bà con mà xả thì tôi xả có mười mấy kg công thôi. Bà con thì hai mấy ký, xịt nhiều lần thì ra cái môi trường bây giờ độc hại quá. Tôi thấy cái hàng này hồi có tới giờ tôi xả nó có lợi cho tôi dưới lớp, là tôi quyết định xả hàng không à, vì nó giảm giống, giảm thuốc, vô quyên á. Hiện nay, những thành tựu về công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đã và đang được ứng dụng rất có hiệu quả vào sản xuất. Các chế phẩm sinh học, điều hòa sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sinh học không chỉ giúp bà con nông dân gia tăng năng suất, bảo vệ mùa màng, mà còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng tốt hơn với những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết thủy văn. Bà con nông dân mình nó gần với lại các biện pháp sinh học hơn,
rồi biện pháp canh tác, rồi những cái biện pháp khác hơn là thuốc hóa học. Thành ra cái đây là một cái kết quả rất tốt của cái chương trình. Tại vì tới bây giờ mình thấy rõ là dùng thuốc hóa học nhiều quá, nó sẽ ảnh hưởng rất là không có lợi cho đời sống của tất cả bà con nông dân mình. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp đang đứng trước những thách thức lớn về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, việc phát triển các chương trình sản xuất đáp ứng hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng đang là yêu cầu bức bách của xã hội. Trong đó, sản xuất nông nghiệp hữu cơ mà trước hết là ứng dụng các giải pháp sinh học đang là hướng đi đúng đắn, cần được nhân rộng. Vâng, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, đứng ở góc độ nhà quản lý cũng là nhà khoa học thì thạc sĩ nhận định như thế nào về tính khả thi của việc thông tin chuyển giao và khuyến cáo bà con những giải pháp canh tác bền vững và an toàn ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của Quỳnh Như thì chắc cho tôi hỏi nhà nông Võ Minh Lưng. Trên phim trường thì chắc anh cũng làm ruộng cũng lâu năm rồi. Như vậy thì khi mà sử dụng các cái loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học á, thì theo anh thì anh có cảm nhận là về những cái tác dụng cũng như là lợi ích và tác hại của nó như thế nào? Xin mời. Thì nói về là cái lợi ích của sử dụng phân thuốc hóa học á, thì tôi thấy nó bảo vệ được cái năng sức gì sao. Nhưng nói về mặt tác hại thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho mình và môi trường. Nói về mặt môi trường, tôi nhìn lại cách đây khoảng 10 năm như đúng vào thời điểm này á, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của ta thì cái nguồn tài nguyên cá mắm thì rất dồi dào. Nhưng mà hiện nay thì sao? Do nguyên nhân sử dụng cái thuốc hóa học nhiều quá. Bây giờ đó, muốn kiếm một con cua ăn còn hơi bị mệt đó. Tại sao? Do sử dụng cái thuốc hóa học nhiều. Nó tiêu diệt cái nguồn tài nguyên này. Bởi vậy, bây giờ mình muốn kiếm cua không được. Còn đối với cái bản thân anh thì sao? Sức khỏe của anh thì sao? Sức khỏe tôi nói chung qua thì xịt những loại thuốc hóa học á, về thì về tối lại ngủ á, thì nó khó khăn lắm, nó nóng, nó ôi bức á, khó khăn. Bởi vì nó là tác hại của nó là vậy đó, làm mình ảnh hưởng sức khỏe mình, càng ngày càng bị suy kiệt. Vậy còn anh có ứng dụng qua các biện pháp sinh học chưa, và khi anh ứng dụng thì anh thấy điều gì? Thì sau một thời gian biết đến nhân viên của công ty Tân Thành thì tôi cũng có chuyển qua xài thuốc sinh học. Thì nói chung á, xài thuốc sinh học thì tôi thấy cái thứ nhất là nó an tâm về sức khỏe, tôi phun xịt về mà tôi ngủ thoải mái, không có nóng. Bởi vậy tôi tâm đắc thuốc sinh học là cũng mấy năm nay đó. Cảm ơn anh ha. Kính thưa bà con, thì rõ ràng là chúng ta không thể phủ nhận cái vai trò của phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Và khoảng chừng vài thập niên gần đây đó, thì cũng chính phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học đã giúp cho Việt Nam chúng ta là nâng cao năng suất sản lượng, và nó giải quyết cái vấn đề là nạn đói ở Việt Nam chúng ta. Khi mà dân số Việt Nam chúng ta gia tăng nhanh đó, rồi cái nhu cầu lương thực nhiều, mà nếu mà chúng ta canh tác theo kiểu lối truyền thống hồi xưa đó mà không xài phân thuốc thì chắc có lẽ là chúng ta không thể giải quyết được cái vấn đề. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái phân thuốc mà chúng ta lạm dụng, nhất là việc chúng ta lạm dụng, thì sẽ gây ra rất là nhiều hậu quả, mà cụ thể như anh Lưng đã nêu, nghĩa là nó tác động xấu đến cái môi trường sống của chúng ta, và nhất là đối với bản thân con người, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và hiện nay thì chúng ta đang hội nhập quốc tế, và các sản phẩm nông sản chúng ta đòi hỏi thì muốn xuất khẩu ra thị trường thế giới thì nó phải đảm bảo được cái tính an toàn. Gần đây thì chắc bà con cũng mới nghe những thông tin trên báo đài nói về cái tình trạng mà cái một số lô hàng gạo của chúng ta bị trả về, do là nó người ta phát hiện là có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đó. Có nghĩa là đây là cái loại mà người ta mình đã công nhận nó là rất có vai trò rất quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng, chúng ta sử dụng nhiều, và nhất là vào giai đoạn gần thu hoạch thì nó vô tình để lại cái dư lượng. Còn cái vấn đề về sinh học thì đây là một cái giải pháp mà gọi là tương lai, định hướng tương lai và lâu dài, bền vững. Nếu mà chúng ta không phải là khi mà chúng ta sử dụng chế phẩm sinh học mới là gọi là cái biện pháp sinh học, mà chúng ta có thể là giảm bớt cái lượng thuốc hóa học để chúng ta duy trì được cái lượng thiên địch trên đồng ruộng. Bởi vì cái biện pháp mà áp dụng mà lợi dụng thiên địch, đây cũng là biện pháp sinh học. Cho nên là cái việc nhà đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Tân Thành tổ chức một cái chương trình truyền thông về sức mạnh sinh học,
Đây, tôi nghĩ đây là một cái chương trình mà có thể thông qua chương trình này để giúp cho bà con nông dân nhận biết được cái cách làm của chúng của mình trong thời gian qua. Đặc biệt là trong cái xu thế chúng ta hội nhập, thì dĩ nhiên là khi tham gia chương trình thì quyền lợi cũng phải đảm bảo cho đôi bên. Công ty cũng sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm, mà trong đó có một số chế phẩm mà có thể giúp cho bà con áp dụng được vào trong đồng ruộng, hạn chế bớt một số cái chế phẩm hóa học. Và đặc biệt là thông qua cái chương trình này thì các nhà khoa học sẽ tư vấn cho bà con, giúp cho bà con những cái giải pháp nào đó cần thiết. Như nãy giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã có giới thiệu với bà con là những cái giải pháp như sử dụng giống nè, rồi có thể là áp dụng những cái giải pháp mà hạn chế được cái gây thiệt hại của các đối tượng dịch hại, để từ đó thì chính cái nội tại của cái cây trồng của chúng ta nó cũng sẽ giúp cho chúng ta những cái biện pháp mà chúng ta không phải sử dụng thuốc hóa học, thì đó là giải pháp sinh học. Thì đó là theo như tôi thì đây là một cái chương trình mà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành cùng với đài truyền hình Vĩnh Long đã duy trì và giúp cho được người nông dân rất là nhiều, trong đó có nông dân Vĩnh Long. Xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Nhật Liêm. Và cũng từ lâu rồi thì các nhà khoa học khuyến cáo bà con nông dân trong sản xuất lúa thì nên chú trọng các giải pháp làm cân bằng sinh thái. Thế nhưng mà trong thực tế sản xuất thì không có nhiều bà con áp dụng theo cách làm này. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, không biết là vì sao lại như vậy ạ? Có phải là biện pháp canh tác này thì không còn phù hợp trong điều kiện sản xuất thâm canh và sâu bệnh nhiều như hiện nay không ạ? Cô Bình Như hỏi tôi, chắc tôi hỏi anh Dũng lại quá, bởi vì thực tế là anh Dũng ảnh ở dưới vùng của ảnh đang làm cái chuyện này. Mà cô Như cổ nói bây giờ cái này thì cổ đồng tình là nó hay rồi, nhưng mà tại sao như vậy, là trong cái thời gian vừa qua nó có khó khăn gì không mà bà con mình áp dụng còn ít? Đi cái thứ hai nữa là bà con mình thấy nó có lợi không, thì có lẽ cô Như để anh Dũng trả lời thì tôi cũng sẽ nương theo đây. Chứ còn tôi thì để Dũng nói sát hơn. Vâng, chung thì báo với nhà khoa học như chủ Dư Bình Như. Thì phải nói là cái khi mà chúng ta muốn làm công việc gì đó mà ngay ban đầu thì lúc nào cũng phải khó khăn hết, có gặp khó. Khó ở đây thì như chúng ta biết thì nông dân của mình đó thì hay có tính tập quán, là nghĩa là trong quá trình canh tác á, thì từ trước giờ thì thường thì sử dụng giống, cái lượng giống thì nó hơi nhiều. Rồi là khi mà mình áp dụng cái chương trình cái sinh học này đó, nghĩa là sinh thái là vùng lúa bà qua đó, thì chúng ta phải giảm đi cái lượng giống nè. Rồi thứ hai là phải giảm đi là cái lượng thuốc sử dụng, thuốc hóa học sử dụng để mà tiêu diệt các cái loại mà dịch hại đó. Vậy thì bây giờ là trong cái quá trình này thì khi ngay ban đầu là bà con nông dân mình ngại là liệu là coi cái là làm vậy nó đạt hiệu quả hay không. Cho nên là cái khâu mà ngay ban đầu thì bà con rất là lo. Nhưng mà rồi thì báo với nhà khoa học cũng như là chỗ Trường Như là ở địa bàn chúng tôi đó là áp dụng cái chương trình này là cách nay là trên dưới khoảng 6 năm. Tức là nó vụ hè thu năm 2011 đến nay. Thì vậy thì qua quá trình mà tổ chức thực hiện đó thì hàng năm vậy thì chúng tôi có đưa ra, cái nghĩa là có là bà con nông dân trong mô hình đó là có đưa ra cái chương trình gọi là sơ kết đánh giá cuối năm cuối vụ của một năm của trong năm đó. Thì qua quá trình đánh giá thì càng năm thấy nó càng đạt hiệu quả cao hơn. Từ chính vì chỗ đó là cái khâu vận động bà con nông dân thì nó đạt yêu cầu. Ở đây là muốn nói là cái trước mắt là cái về cái lợi và cái nghĩa là cái thuận lợi khó khăn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái đạt được á, như chỗ nãy chỗ thứ sư hỏi, cái đạt được đây thì chúng tôi nói trước mắt thì giảm được cái chi phí. Là nghĩa là giảm được cái chi phí ở đây là chi phí là sử dụng thuốc hóa học. Người sử dụng giảm giống nè, cũng như nãy chỗ thống nhất chỗ đồng tình với chỗ anh Luân. Nhưng mà tôi cũng hỏi thêm giờ chỗ là đặc biệt bây giờ vùng đất ở khu vực Bạc Liêu chúng ta đã có làm cái mô hình sinh thái như thế này chưa? Là chỗ cái muốn hỏi quản lý. Anh Dũng hỏi là nó là áp dụng sinh thái. Dạ chưa, nhưng mà trong cái tương lai thì em cũng muốn làm cái mô hình sinh thái này để cho có gia tăng cái lợi nhuận. Thì đây thì cũng báo với giáo sư, tức là điển hình như cái đạt được thì của năm cái vụ hè thu vừa rồi là năm 2016 vừa rồi, rồi 17 vừa rồi, cũng vừa rồi đó, là nói chung là trong cái địa bàn ở dưới của bà con dân chúng tôi thì làm trong cái chỗ mùa sinh thái thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chủ yếu là cái sâu mà cắn lá đó, cắn chẽn đó, nó bùng phát cái giai đoạn mà lúa nó còn nhỏ,
Thì trong quá trình cái bùng phát này thì phải nói là một số bà con cũng rất là ngại, liệu không biết là nó có ảnh hưởng năng suất hay không. Nhưng qua quá trình trao đổi vận động với nhau thì hạn chế cái nghĩa là bà con là không có sử dụng thuốc hóa học để can thiệp. Ừ. Thì sau khi đến cuối vụ rồi thì khi mà thu hoạch á là so với những cái vùng mà cái khu vực miếng đất mà bà con không xịt thì còn cái ngoài cái vùng trong cái mô hình đó thì năng suất vẫn đảm bảo như nhau. Tự vì giai đoạn này á là cái cây lúa nó còn khả năng phục hồi. Anh Dũng, cái mô hình của anh đang nói đó là được khoảng bao nhiêu diện tích? Như ruộng nhà anh tham gia bao nhiêu, còn tổng cộng bà con ở đó hiện giờ tham gia khoảng bao nhiêu diện tích? Thì báo chị Trâm thì cái mô hình này ngay từ đầu năm thì từ lúc tụi tôi mới làm thì khoảng có 10 hectare thôi. Ừ. Rồi nhân lần lên 30 hectare rồi hiện tại bây giờ thì khoảng 100 hectare. Yeah. Và chúng tôi rất là phải nói là địa bàn đó là bà con nông dân và chính quyền địa phương là rất quan tâm để duy trì. Hiện nay bây giờ là cũng có nhiều cái loại hoa, tôi đang săn lùng nhiều cái loại hoa mà thu hút được cái thiên địch. Anh Dũng có thể nhớ sơ lược là trước đây á, thì anh trung bình một năm á, một mùa một vụ lúa đó thì anh tốn khoảng bao nhiêu chi phí cho cái phần thuốc bảo vệ thực vật, còn hiện giờ khi mà anh áp dụng thì anh giảm được bao nhiêu không? Nói chung thì cái về cái đồng tiền thì không nhớ không, nhưng mà cái tính mà cái tỷ lệ phần trăm thì khoảng cỡ chúng ta giảm được là khoảng cỡ 30-35%. Dạ, 30% cái chi phí. Nhưng mà cái từ đó thì cái thu nhập phải tăng lên rồi. Dạ. Đảm bảo được. Còn qua trường thì báo với giáo sư thì theo đánh giá thì về mắt của nông dân, về cái cách đánh giá đơn giản của nông dân thì chúng tôi không có điều kiện để mà đánh giá được. Nhưng mà thực tế ra và xét về cái môi trường cũng như nãy chỗ anh Luân nói đó. Ừ. Thì giờ cái lượng cá mắm trước đây thì trong cái điều kiện mà sản dụng thuốc quá nhiều quá thì không có đem cần câu ra mà cấm để bắt được con cá đâu. Nhưng mà giờ trong mô hình thì vẫn cấm câu, vẫn dính cá như thường. Cũng có như bà con dân cũng lên quải câu ra cấm là vẫn có cá như thường. Thì cũng là cái đó là cái thu lợi, cái lợi của mình. Vì cũng như thấy rồi phải không? Dạ. Như vậy là các nhà nông này đang làm trở lại cái cân bằng sinh thái như cô nói lúc nãy đó. Chính cái cách làm ăn của mình trong thời gian vừa qua bà con biết mà mình làm mất cái cân bằng. Cô Như hỏi tôi dơ cái phương pháp mà cân bằng đó nó có còn được áp dụng tiếp tục nữa hay không thì nãy giờ anh Dũng cũng đã trả lời rồi. Mà bà con thấy cái chữ cân bằng, tôi nói phân tích chữ cân bằng thôi, đâu thử bà con đứng mà không cân bằng bà con ngã liền à. Cất cái nhà không cân bằng nó cũng đổ liền, cái đầu mình không cân bằng mình cũng sinh ra đủ bệnh tật hết. Trong canh tác lúa mà mất cân bằng thì cái hậu quả mình đang nói ở đây. Bây giờ đó, Luân hỏi lúc nãy nói tại sao trước mình trồng lúa mùa thấy cho nó không có bị sâu rầy nhiều, bây giờ tôi nói nổi này, nếu mà một cái con sâu con rầy muốn bướm gây bệnh gây hại trên cây lúa đó mà nó bay lên trời đó, ngày xưa là không thoát được mấy dưới mấy con mà chim nè, hán chuồn chuồn nè, hán dơi nè. Tôi xuống dưới mình tôi nói buổi chiều tôi nằm như vậy là dơi bay đầy trời hết trơn. Còn ở trên cái vùng trên An Giang á, thì tôi nói cò, mà bây giờ bà con thấy có còn không? Thì như vậy là trên trời này ai cân bằng để giết mấy con này? Nếu còn mấy cái con đó mà rớt xuống nước thì hồi trước là mấy cái con cá lại nhảy lên nó ăn hết trơn á. Nhưng mà cá như Dũng nói trước đây là không còn. Rồi cái con đó mà bây giờ nó không bay lên, nó không xuống nước mà nó ở trong đất á, thì con nhái, con cóc, con rắn mối rồi này kia nó lụm hết trơn à. Còn nếu như bây giờ con này không có ấy mà lo bám thân ở trên cây lúa thì bị nào là cái con nhện hen, nào là con bọ rùa. Thì trong thời gian qua mình làm mất cân bằng, tức là cái lực lượng mà hỗ trợ cho mình á, mấy con chim con cò thì vô mấy quán nhậu hết rồi. Mấy con cóc con nhái này kia mình bắt đâu ấy. Con cá ở dưới thì mình phun thuốc mình diệt nó, mấy con thiên địch mà nằm trên cây lúa cũng bị giết luôn. Thì như vậy là mình đã làm mất đi cái cân bằng. Tức là ta mất đi những cái ông bạn mà tiếp tay với mình để mà chống lại mấy cái con đó, thì mình làm cho mấy cái ông đó như vậy là mất đi. Thì bà con thấy là như vậy là bà con phải lệ thuộc vào vũ khí hóa học, mà lệ thuộc vũ khí hóa học thì lại là càng làm mất cân bằng. Nên tôi cái này tôi lý giải thêm để cô Như thấy cái chữ cân bằng câu hỏi đó. Thì tôi rất là tâm đắc cái chỗ là mấy anh đã phát hiện được cái chỗ là đang tái lập trở lại cái cân bằng này, mà cái đó là cái tiền đề để mà chúng ta có thể giảm được cái thuốc hóa học và tăng cường cái sức mạnh sinh học để làm cho cái sự cân bằng này nó trở nên ổn định và bền vững hơn, thì chúng ta sẽ sản xuất nó đỡ phải tiếp cận lại với những hóa chất độc hại. Xin được cảm ơn giáo sư. Không biết là xung quanh nội dung của chương trình ngày hôm nay thì bà con tại phim trường của chúng ta có điều gì muốn trao đổi với các nhà khoa học không ạ?
Dạ, xin mời chú. Không biết chú tên gì và đến từ đâu ạ? Tôi tên Hà Thanh Hùng, đến nông dân từ huyện Vũng Liêm. Thì qua nhìn thấy cái phóng sự cũng như cái sự trao đổi của các nhà khoa học và hai nông dân thì tôi rất đồng tình. Đứng trước những cái khó khăn chung của cái nền nông nghiệp của chúng ta hiện nay, nhưng mà đối với bản thân tôi thì thấy nó cũng còn một cái con mà từ nãy giờ các nhà khoa học như, như nông dân mình chưa có là đề cập tới, tức là cái con rầy nâu. Là sau cái thời kỳ là hoành hành từ cái giai đoạn 2006 đến 2008, con rầy nâu nó bộc phát rất là mạnh. Sau cái thời gian gần 10 năm lắng xuống, đến nay là đến cái vụ lúa hè thu 2017 thì cái con rầy nâu nó bắt đầu phát là bộc phát trở lại. Nó gây ra cái bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá, rồi là gây ra trái gầy. Đồng thời cái đối tượng này cũng truyền cái virus là gây hại cho cây lúa rất là nghiêm trọng. Thì theo tôi thì là chúng ta áp dụng cái biện pháp sinh thái sinh học có thể quản lý được cái đối tượng này hay không? Hiện nay đại đa số bà con nông dân tức là đang sử dụng thuốc hóa học để quản lý mà vẫn còn gặp nhiều cái khó khăn. Nếu chúng ta áp dụng cái biện pháp mà sinh học thì thuốc sinh học nó thường là nó hơi yếu lại chậm. Liệu là chúng ta có áp dụng là chúng ta có quản lý được cái đối tượng này hay không? Xin hết. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chú. Và với câu hỏi này thì chúng tôi xin được nhờ chị Bích Trân sẽ trả lời cùng chú ạ. Xin chào chú. Là bởi vì chú đang rạch ròi giữa hai cái, có nghĩa là phương pháp hóa học là phương pháp hóa học để trị con rầy nâu, rồi phương pháp sinh học là để trị con rầy nâu mà không có kết hợp hai cái nó lại. Đó là lý do tại sao chương trình chúng ta từ đầu tới giờ chúng ta nói là vai trò của hóa học là cũng cần thiết, và việc ứng dụng sinh học, cái sức mạnh của cái sinh học trên đồng ruộng là cần thiết. Câu trả lời của tôi với chú đây là chúng ta cần phải kết hợp, chúng ta không tách bạch. Trong cái quản lý rầy nâu mà nhà nước đã khuyến cáo từ cái kinh nghiệm 2006 như chú nói đó, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta có hai cái quan trọng. Thứ nhất là cái né rầy. Cái né rầy là chúng ta đang áp dụng cái sinh học rồi đó, là chúng ta gieo xạ để tránh cái lứa rầy mà nó gây hại trực tiếp lên cây lúa của chúng ta. Cái thứ hai nữa là các nhà khoa học cũng khuyến cáo chúng ta là phun xịt hạn chế 40 ngày đầu của cây lúa để giữ cái lực lượng thiên địch. Đây cũng là cái sức mạnh sinh học để chúng ta can thiệp trên đồng ruộng chúng ta, hạn chế cái hóa học. Và bên cạnh đó, cái khuyến cáo còn một đặc điểm là thuốc hóa học khi mà rầy nâu 3 con trên một tép là bà con có thể can thiệp bằng thuốc hóa học để đặc trị tiêu diệt được cái con rầy nâu khi cần thiết. Như vậy, do đó mà bên công ty Tân Thành ứng dụng cái sức mạnh sinh học là chủ yếu trên đồng ruộng để khai thác được cái yếu tố sinh học chống chịu lại các cái dịch hại trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, khi mà cần thì chúng tôi vẫn có những cái sản phẩm, ví dụ như vừa rồi bà con thấy là cái thuốc rầy LED, đó là một cái sản phẩm hóa học đặc trị đúng cái đối tượng con rầy nâu. Khi mà trên đồng ruộng của chúng ta cái mật số con rầy nâu nó vượt ngưỡng và chúng ta cần phải can thiệp khi mà cây lúa lớn. Như vậy thì việc mà chúng ta ứng dụng sức mạnh sinh học và sử dụng cái hóa học khi cần thiết, đó là điều hết sức quan trọng để mà giúp bà con hạn chế được cái rầy nâu bằng lùng xoắn lá. Tôi cũng nhắc thêm qua với chú cũng như bà con là công ty Tân Thành cũng có khuyến cáo bà con sử dụng cái Platy ngay từ đầu vụ để giúp tăng cường cái sức chống chịu của cây lúa và hạn chế cái khả năng bộc phát của cái rầy nâu mà nó làm hại đến cái sức sinh trưởng của cây lúa, bằng cách là tăng sức đề kháng cho cây lúa trước cái đối tượng là bệnh vằn lùng xoắn lá đó. Do đó mà cái việc kết hợp là vô cùng cần thiết, chứ chúng ta không tách bạch ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Bích Trân. Và kính thưa quý khán giả, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con đã gọi về chương trình. Ngay bây giờ xin được nhờ bộ phận kỹ thuật cho quay số may mắn lần đầu tiên. Chúng tôi xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Lộc ở Ô Môn, Cần Thơ.
Liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm sẽ trả lời câu hỏi của khán giả Trần Minh Hùng ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Và vị khán giả này hỏi là lúa tôi sẽ giống 5451 hiện đã được 80 ngày nhưng có hiện tượng trái bị lá, chiếm tỷ lệ là 10%. Xin hỏi là trường hợp này thì cần làm gì để khắc phục thiệt hại và bảo vệ được năng suất? Vì bệnh này hiện nay phát triển mạnh và tôi sợ là chúng lây lan mạnh. Dạ, xin được mời thạc sĩ ạ. Kính chào anh Hùng, kính thưa bà con. Thì bệnh trái bì lá trong từ chuyên môn từ miền Bắc người ta còn gọi là bệnh bạc lá. Bệnh này thì do vi khuẩn gây hại. Thì vi khuẩn này thì nó tấn công ở trên những cái giống nhiễm. Ví dụ như hiện nay ở Bạc Liêu thì cái giống nàng hoa chính đang gây hại, bị hại rất là nghiêm trọng. Và nó lây lan theo nước. Vi khuẩn thì lây lan theo nước, và nhất là khi mà chúng ta tạo vết thương, ví dụ như là có một đợt sâu cuốn lá gây hại đó, thì thường là sau cái đợt đó thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhiễm và nó gây hại bệnh trái bìa lá rất là nghiêm trọng. Thì đối với bệnh này đó thì nếu mà chúng ta đã phát hiện 10% thì cũng hơi muộn rồi đó. Do đó nếu mà chúng ta chỉ phát hiện chớm bệnh chừng vài 3% mà chúng ta phun ngay những cái loại thuốc đặc trị, cái dùng thuốc. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta áp dụng các biện pháp khác đó, ví dụ như là ngay từ đầu vụ thì chúng ta phải gieo xạ thưa cân đối, đừng có xạ quá dày, rồi bón phân cân đối, đặc biệt là tránh việc bón thừa phân đạm. Khi phát hiện bệnh thì chúng ta ngưng việc bón thêm phân đạm rồi chúng ta phun thuốc. Nếu mà trường hợp mà bệnh mà nó có dấu hiệu là tiếp tục phát triển nữa đó thì chúng ta phải phun thuốc lại lần thứ hai. Bởi vì như đúng như anh nói, đây là một cái loại bệnh mà nó lây lan rất là dữ và nó tốc độ nó phát triển rất là mạnh, thậm chí có nhiều ruộng là nó gây hại làm cho mất trắng luôn. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là theo dõi và phòng trị kịp thời thì mới quản lý được cái bệnh này. Còn về thuốc trị thì chắc có lẽ là đề nghị chỗ Bích Trân công ty Tân Thành có thuốc trị trái bì lá không thì giới thiệu cho anh Hùng và bà con biết. Dạ. Trước khi nói với bà con thì anh Luân cũng có câu hỏi liền với thạc sĩ Liêm trước đó. Cần trao đổi. Dạ. Thưa thạc sĩ, cũng như dân gian mình có câu phải không? Ngừa bệnh hơn trị bệnh. Nhưng mà lúa mà giai đoạn mà 40 ngày trả gì sao đó, cái bệnh vi khuẩn á, mình ngừa tốt hơn hay là mình thấy nó xuất hiện lai gai mình xịt nó tốt hơn ạ? Phan anh Luân ơi, vậy là hiện giờ lúa của anh đang bị bao nhiêu phần trăm nè? Anh nói còn 20 ngày nữa thu hoạch mà bị vi khuẩn gây hại bao nhiêu phần trăm trên ruộng nè? Nói chung thì của em thì hơi ít, tại vì em thấy người ta có trước nên em mới ngừa. Rồi bây giờ là anh ngừa bằng cách nào nè? Thì nói chung là bây giờ mình không nói gì hết, miễn á cứ 5 hoặc 7 ngày là em đi ruộng thăm ruộng phải không? Nếu có là em phun xịt, thí dụ như em bữa nay em xịt, 5 ngày sau đi ruộng mà thấy có cái vết bệnh đó, nó quay lại, nó ướt quay lại thì phun nữa. Còn nếu mà vết bệnh đó, nó khô là không phun. Mà anh phun cái gì? Em phun cái sản phẩm mà ba su với biomycin, em lưng phiên nhau mà phun xịt ạ. Rồi vậy là câu trả lời này đã trả lời luôn cái phần của tôi là anh đang lưng phiên hai sản phẩm đặc trị vi khuẩn của công ty Tân Thành, đó là biomycin và ba su. Nhưng mà anh vẫn còn đang lấn cấn, còn đang phân vân liệu là mình làm không biết đúng hay không, mà hiện giờ thì người ta bị 70-80% mà ruộng của mình thì bị một ít. Rồi cái phần không này mà thì... ý là biết sao em thấy mà em cũng có ngừa như vậy mà sao thấy vẫn có lưng phiên vẫn có, em muốn nhờ thạc sĩ cho anh Lưng. Thì cái câu mà dân gian người ta nói ngừa bệnh hơn trị bệnh không phải là chúng ta nghĩ ngay tới thuốc, mà cái câu của anh Lương Tư và đa số bà con chúng ta nghĩ là ngừa đây là phun thuốc, không phải. Mình ngừa là mình ngừa, ví dụ như là mình chọn cái giống ít nhiễm bệnh, ngừa đây là mình xạ thưa để mình tránh cái việc xạ dày quá thì bệnh nó phát triển mạnh. Mình ngừa ở đây là mình phòng ngừa cái từ xa đó, có nghĩa là mình bón phân cân đối, tránh việc bón thừa phân đạm, mình không để cho cái tác động xấu tạo vết thương rồi vi khuẩn nó xâm nhiễm. Đó là những cái giải pháp ngừa. Còn cái biện pháp mà chúng ta quản lý bệnh này đó thì buộc lòng là chúng ta phải kiểm tra đồng ruộng coi như là thường xuyên. Khi phát hiện bệnh vừa chớm xuất hiện thì chúng ta phun thuốc ngay là chúng ta trị. Thì cái bí quyết của chúng ta là cái chúng ta kịp thời phát hiện. Còn để khi mà chúng ta để mà bệnh mà nó đã quá nặng rồi, có trường hợp là bệnh nó hết 70-80% thì lúc đó thì dù cho chúng ta có phun thuốc đi nữa thì cái thiệt hại nó xảy ra và cái khả năng mà phục hồi của cây lúa lại rất là kém. Do đó thì cái nguyên tắc phòng ngừa thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải tìm một số cái giải pháp, nhất là về giống, kỹ thuật canh tác, và chúng ta quản lý ngay từ đầu. Còn cái biện pháp thuốc là cái biện pháp cuối cùng.
Và như chỗ anh Luân có nói đó là khi mà chúng ta phát hiện rồi chúng ta phun kịp thời thì cái bệnh nó sẽ đứng lại. Nhưng còn trường hợp người dân mà phát hiện trễ quá thì lúc đó bệnh lên 50-70% thì lúc đó sẽ rất là khó cho chúng ta quản lý. Thì đây là cái cách mà chúng ta, tôi nghĩ là bà con nông dân chúng ta cố gắng khắc phục để mà chúng ta quản lý tốt hơn. Xin được cảm ơn bên tài sĩ Nguyễn Văn Liêm. Xin phép được chia sẻ với bà con một cái cách nữa để chúng ta ngừa, đó là thông qua cái cơ chế của cây trồng mà chúng ta ngừa. Ví dụ như bên công ty Tân Thành thì chúng tôi có khuyến cáo bà con xử lý cái Chubeca, đó là một cái sản phẩm thuốc trừ bệnh sinh học mà bà con phải sử dụng trước khi cái lúa của chúng ta bị bệnh. Ở giai đoạn đồng bà con có thể sử dụng Chubeca, và khi bà con phun lên thì trong vòng 36 giờ đồng hồ thì cái sản phẩm này hay là cái chất chiết xuất này nó sẽ giúp cho cây lúa của chúng ta sản sinh ra hai cái loại enzyme, nó thông qua cây lúa, và hai cái loại enzyme này nó sẽ cô lập những cái vết bệnh vi khuẩn hoặc là nấm khi mà vi khuẩn cái bì lá tấn công lên, thì nó sẽ giúp cô lập. Và nếu mà trong điều kiện phát sinh mạnh như mới nãy chúng tôi nói là có cái tam giác bệnh hay là cái tứ giác bệnh, tức là những điều kiện mà tối ưu cho bệnh nó phát triển, thì chúng ta cần phải đặc trị bằng cái thuốc hóa học như là chỗ anh Lương chia sẻ là biomycin hay là ba su để cắt được cái sự lây lan này. Đó là một cách, cũng một cách để bà con ngừa. Xin được cảm ơn chị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, tiếp nối chương trình chúng ta sẽ có phần giao lưu giữa các nhà khoa học và bà con nông dân tại phim trường. Ở phần này thì các nhà khoa học sẽ đưa ra câu hỏi kèm theo hình ảnh và các đáp án. Bà con nông dân hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn ra câu trả lời mà mình cho là đúng nhất. Đầu tiên thì chúng tôi xin được mời câu hỏi đến từ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Kính thưa bà con, thì chúng tôi có một hình ảnh trên màn hình. Có hai cây lúa mà chúng tôi thấy là nó xuất hiện rải rác trên ruộng vào giai đoạn lúa trổ đều đến vàng mơ, nghĩa là giai đoạn chín sáp. Thì xin bà con cho biết có hai phương án trả lời. Một là phương án A, đó là bệnh cháy bìa lá lúa. Phương án B, đó là bệnh vàng lùng và lùng sáng lá. Xin mời bà con chọn phương án rồi chúng ta đưa lên. Dạ, xin mời bà con đưa ra đáp án ạ. Đưa liền đi bà con. Dạ, đáp án B thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Dạ. Đa số bà con chọn đáp án là đáp án B. Dạ. Nghĩa là bệnh vàng lùng và lùng sáng lá. Thì xin hỏi là một đại diện bà con cho biết là dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết được đây là bệnh vàng lùng và lùng sáng lá? Dạ, xin mời chú. Nhưng thưa các nhà khoa học, thì cái bệnh vàng lùng và lùng sáng lá thì nó thường thường là các mấy cái bè lá nó chụm lại, nó thành chùm. Nó còn cái dạng lúa mà không bị bệnh thì cái nách lá nó xen kẽ với nhau. Dạ. Lúa không bị bệnh. Còn lúa mà bị bệnh thì không, anh chỉ lại giải thích tại sao là nó có hai bệnh nha, bệnh dạ, trái bìa lá và bệnh vàng lùng lùng sáng lá. Thì tại sao là anh không chọn bệnh trái bìa lá mà lại chọn bệnh vàng lùng? Cái lá lúa nó bẹt ra. Dạ. Dấu hiệu anh biết là dạ, lá lúa bẹt ra. Dạ. Còn gì nữa không anh? Cảm ơn chú. Cảm ơn anh. Thì kính thưa bà con, thì bệnh trái bìa lá đó thì nó xảy ra cũng ở trên lá, nhưng mà đầu tiên cái vết bệnh này đó thì nó trái dọc theo hai cái bìa lá ở phần giữa cái ranh, nó có một cái ranh giới giữa cái phần xanh và phần trái đó, nó có cái viền màu nâu, và bên trong chúng ta thấy là nó vẫn còn xanh, còn ở ngoài thì nó trái khô. Còn đối với bệnh vàng lùng và lùng sáng lá đó thì nó trái từ ở giá lá dưới trái lên, và cái nó có biểu hiện là từ từ, có nghĩa là lúc đầu là nó vàng tươi trước, rồi sau đó thì qua vàng nhạt trước, rồi sau đó qua vàng tươi, rồi kế cùng là cái vàng khô. Và cái đặc điểm của nó nữa là cái lá nó có xu hướng là bẹt ngang, cân đối hai cái lá đôi hai bên, cho nên khi nhìn cái lá lúa này chúng ta thấy là nó cân đối. Và đặc điểm hiện nay thì cái bệnh vàng lùng lùng sáng lá nó không những gây hại ở giai đoạn còn cây lúa còn nhỏ, mà nó lại bắt đầu xuất hiện thêm rồi, cái là cái giai đoạn muộn, người ta gọi là cái vàng lùng mà vàng cao hay là vàng lùng muộn, nghĩa là khi lúa chúng ta vào giai đoạn trổ thì chúng ta mới phát hiện, và nó cũng có biểu hiện tương tự như là cái vàng lùng hồi giai đoạn nhỏ, và thiệt hại của nó thì cũng giống vậy, nhưng mà nó có cái là nó bị trễ hơn. Thì đây là một cái loại bệnh mà hiện nay các nhà khoa học cũng còn đang nghi vấn giữa hai cái biểu hiện. Một là có thể là do rầy nâu nó truyền ở vào cái giai đoạn trễ, có nghĩa là sau khi lúa chúng ta đã trưởng thành, nghĩa là cao lên khoảng hơn tháng rồi nó mới truyền virus, thành ra là đến cái giai đoạn lúa trổ nó mới biểu hiện. Còn hai nữa là có thể là do cái nồi virus, cái chủng virus nó có cái phát hiện, nó có thể là nó phát sinh những cái tính độc mới.
thì đây là cái nghi ngờ và cần có cái thời gian để kiểm chứng. Thành ra là đây cũng là một cái dạng vàng lùng trên cây lúa của chúng ta. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hình này. Dạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Và tiếp theo thì chúng tôi xin mời câu hỏi đến từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Bà con xem trên màn hình thì thấy cái cây lúa nhỏ này ở dưới gốc nó có rất là nhiều rề nâu. Cái con rề nâu. Bây giờ cái cách bà con bây giờ nên dâng nước lên, bởi vì rề nâu nó chích dưới gốc mà. Dâng nước lên để đừng cho nó chích rồi nó lên tuốt trên, có thể là nó ở cũng được, nó đi, hoặc là chúng ta dùng thuốc ở trên ta giết rất là dễ. Còn nếu bà con dâng nước lên thì nói rằng cái cây lúa nó bị ốm yếu lắm. Thì giờ bà con chọn một trong hai cái đáp án, A là dâng nước, B là không. Thì bà con chọn cái nào thì cho tôi cái đáp án ấy. B là không dâng nước lên. Dâng lên thì nó sẽ ốm yếu cây lúa. Có dạ. có một bà con là chọn đáp án B là không. Rồi. Dạ, xin vậy. Giờ giáo sư đưa ra câu trả lời đúng cho bà con nông dân ạ. Bà con á, tôi nói như thế này nè. Hồi nãy giờ ta đang bàn về cái vấn đề sinh học, nên sử dụng những cái vũ khí mà hỗ trợ cho chúng ta, không phải xài thuốc hóa học. Bà con đã từng dùng nước để mà ém phèn rồi phải không? Có nước để ém phèn, phải khai thác vũ khí đó. Dùng nước để ém cỏ, có không? Dùng nước để chắn mưa, đừng có làm cho giống của mình nó bị dồn lúc mình ấy. Bây giờ ta dùng nước để chắn rầy, tại sao là mình không dùng cái vũ khí này? Bởi vì khi mà mình đưa nó lên, đưa nước vô như thế này, cái nó bò lên trên hả, ánh nắng mặt trời xuống nó ở không được. Và nếu nó lên trên đó, ta chỉ cần quơ nhẹ cái thuốc rầy nào nó cũng chết rất là dễ dàng. Rồi sau đó là chúng ta đưa nước xuống thì đâu có hại gì cây lúa đâu. Thành ra phần lớn đáp án của bà con rất hay. Tôi cho rằng dùng vũ khí này để thay những vũ khí hóa học trong cái canh tác lúa, đây là một cái giải pháp kỹ thuật rất tốt. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ chị Bích Trân sẽ trả lời câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Ân ở Cái Bè, Tiền Giang. Và vị khán giả này hỏi là lúa tôi nay được 85 ngày, hiện đang ở trong vùng lũ. Lúc lúa 80 ngày thì tôi có xử lý Lacasoto, nay tôi xử lý thêm Kalinitrat để kích thích lúa chín sớm chạy lũ thì có được hay không? Và có ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa hay không? Anh Ân thân mến, thì lúa của anh đã gần thu hoạch và anh đã xử lý giai đoạn cuối để cho lúa có thể giàu gạo tối đa bằng cái năng lượng tạo hạt Lacasoto. Và chúng tôi đã có thực hiện rất nhiều cái so sánh và khảo nghiệm giữa cái sản phẩm Lacasoto với một số cái dạng phân như anh vừa nêu. Thì chúng tôi khuyến cáo một lần phun đối với Lacasoto như anh đã xử lý, anh có thể giúp cho cái lúa của anh trong điều kiện này chín sớm 3 đến 5 ngày mà anh không cần phải phun thêm những cái dạng nitrat khác, bởi vì nó có thể là cận cái ngày thu hoạch thì nó sẽ gây cái dư lượng trên cái gạo của chúng ta. Điều này không có lợi cho xuất khẩu anh ạ. Xin được cảm ơn chị Bích Trân. Và kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng sắp hết. Chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật cho quay số may mắn lần thứ hai. Tôi xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Hoàng ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Còn bây giờ thì Quỳnh Như xin được công bố danh sách những khán giả được bình chọn là có câu hỏi hay trong chương trình ngày hôm nay. Đó là những khán giả có được câu hỏi hay qua đường điện thoại. Chúng tôi xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Hữu ở Tháp 10, Đồng Tháp, khán giả Nguyễn Văn Trung ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ và khán giả Trần Minh Hùng ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Xin quý khán giả hãy vui lòng giữ liên lạc qua số điện thoại đã gọi về chương trình. Đơn vị tài trợ công ty Tân Thành sẽ liên lạc lại và gửi quà trực tiếp đến quý khán giả. Và kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, đến đây thì chương trình Sức mạnh sinh học kỳ thứ 100 với chủ đề ứng dụng sức mạnh sinh học phát triển sản xuất lúa trong điều kiện mới xin được phép tạm dừng, và xin mời quý khán giả cùng đón xem chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 101 với chủ đề bảo vệ lúa thu đông trước sự gia tăng áp lực của bệnh hại, được phát hình vào ngày 26 tháng 8 năm 2017. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các nhà khoa học, bà con nông dân đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ, và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.